Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Spicy Chicken McNuggets đã trở lại và chỉ có 2,50 đồng tại McDonald's. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, vào đầu tuần này thì một tòa án ở tại Hoa Kỳ đã vừa mới cho biết là, thứ nhất về cái chuyện diễn viên James Franco đó thưa quý vị, bị ba người phụ nữ từng là học viên của anh này tố cáo là ảnh lợi dụng cái chuyện ảnh mở trường học để mà tấn công tình dục cũng như là bắt ép họ làm những cái chuyện họ không muốn. Thì bây giờ tòa án vừa nhận được hồ sơ là anh này ảnh đã đồng ý hòa giải với lại hai người phụ nữ trong số ba người này. Thì cái chuyện đó là, thưa quý vị, vào năm 2014 James Franco thành lập một cái studio gọi là Studio 4 với cái mục đích là hướng dẫn những nữ diễn viên, tất nhiên là học viên, họ vô danh nhưng mà đang muốn vào trong cái ngành đóng phim này, làm sao để mà diễn những cái cảnh gọi là sex scene đó mà chuyên nghiệp nhất và tất nhiên là giúp cho họ tránh bị lạm dụng. Thì rất nhiều người đã ghi danh học, nhưng mà đầu tiên là có hai người và sau đó thêm một người phụ nữ thứ ba nữa, thưa quý vị. Những cái cô này đó đã nộp đơn kiện, thứ nhất cho biết là anh này ảnh đi ngược lại những cái lời mà ảnh hứa hẹn khi mà lập ra những cái lớp học như thế này. Ảnh lợi dụng chức vụ và khi mà hướng dẫn đó thì thường xuyên có những cái hành vi đụng chạm vào ngực cũng như là những cái bộ phận khác trên cơ thể của các học viên mà không cần thiết. Rồi sau đó thì anh này bây giờ anh có cái công ty sản xuất phim luôn nữa, thưa quý vị. Cho nên là ảnh dụ dỗ học viên đóng những cảnh sex scene mà tập thể lúc ban đầu không có trong cái kịch bản cho những cái bộ phim mà ảnh sản xuất ra. Thì đến năm 2017 đó, chỉ sau 3 năm, cái Studio 4 này của James Franco đã phải đóng cửa vì đứng trước hàng loạt những cái lời cáo buộc, không chỉ riêng của ba cô gái này. Ba cô này là chịu đứng ra công khai danh tính, còn một loạt một số lời khác nữa, nhưng mà những người này họ chưa dám công khai ra mặt, thưa quý vị. Thì lúc đầu đó Franco hoàn toàn chối bỏ những cái lời tố cáo này, nhưng mà vào đến đầu tháng này đó thì phía luật sư của Franco đã bắt đầu chấp nhận hòa giải với những người này, và cái số tiền thì không có được công khai ra ngoài, thưa quý vị. Thì thẩm phán cho biết là mặc dù là họ chấp nhận cái việc hòa giải, nhưng mà không có nghĩa là nếu như có thêm những nạn nhân đứng ra tố cáo đó thì sẽ không có kiện được anh này, mà tòa vẫn tiếp tục nhận thêm những cái đơn khác nữa nếu như mà còn những nạn nhân khác chịu đứng ra tố cáo James Franco. Phần thứ tư ngày hôm qua Thời sự Thế giới, chúng tôi đang trình bày về tin tức ở Florida thì bất chợt hết giờ, cho nên chúng tôi hứa với quý vị ngày hôm nay để tiếp tục cái câu chuyện rất là dã man và ghê gớm. Đây là người đàn ông ở Florida, 51 tuổi, tên là Alex Bonilla. Ông này sáng nay sẽ xuất hiện ở ngoài tòa để chính thức nghe tòa phán số 5 tù sẽ bị giam, bởi vì cái vụ án mà ông đã thực hiện đó là tháng 7 năm 2019, cách đây 2 năm. Chuyện gì đã xảy ra? Ông này có người vợ nhưng mà đời sống không có mặn mòi, vợ thì không có thích gần gũi với ông, và đối diện nhà của ông có một người đàn ông gốc El Salvador, người gốc châu Mỹ Latin, đẹp trai hơn chồng và hình ảnh thì không ghi nhận. Thế nhưng bà đã tìm cách gian díu tình ái với người đàn ông này, mặc dù ông ấy vẫn có vợ và có con, sống trong căn nhà. Đây là khu vực, thưa quý vị, ở Gainesville, Florida. Đây là những nơi mà có căn nhà tình chế. Thì nhà của cái tên Bonilla này đối diện với nạn nhân. Sau khi đe dọa
vợ, kể cả cái người đàn ông mà bản tin thì không nói rằng người vợ đó hôm nay có còn là vợ nữa hay không, hay chỉ là ex-wife, tức là vợ đã ly hôn hoặc là ly dị rồi. Thế nhưng một buổi sáng vào tháng 7 năm 2019, lúc mà nạn nhân đang ở trong nhà thì bất chợt ông thấy ông Bonilla này xông vào nhà cầm một cây súng và nói rằng nếu mà mày không có chia tay với vợ của tao đó, thì mày sẽ lãnh nhận những cái hậu quả khôn lường. Thế là xảy ra một cái vụ cãi vã. Theo lời của Bonilla nói, ông tự vệ, cho nên ông đã tấn công dùng một cây cáo và rủi ro cắt vào cái phần quý của cái người nạn nhân đó. Đó là lời kể của ông Bonilla. Thế nhưng tại tòa đó thì dựa trên các bằng chứng của nạn nhân đưa ra và kể cả bệnh viện bác sĩ chứng minh bằng giấy tờ, thì bệnh viện bác sĩ nói rằng bộ phận sinh dục của nạn nhân đã bị cắt bằng kéo chứ không phải là một cái vụ mà gọi là tự vệ được. Chính vì vậy mà tòa yêu cầu ông ngày hôm nay trong suốt thời gian qua không được đóng tiền tại ngoại hầu tra, bởi vì tòa nghĩ rằng ông này sẽ tìm cách trốn khỏi Florida. Chính vì vậy ông đã bị bắt gần 2 năm trời vừa qua. Thưa quý vị, sau khi mà sử dụng súng để uy hiếp thì ông này theo lời kể của nạn nhân chói ông vào thành giường và dùng một con dao để cắt 1/3 của cái bộ phận sinh dục đó. Và trước tòa thì nạn nhân nói rằng là kể từ khi mà lành bệnh đó cho đến giờ phút này đó, vấn đề chăn gối với vợ ông nó không còn mặn mòi nữa và ông đã cảm thấy bất lực cũng như không còn hạnh phúc như trước nữa. Thì ông này thì hầu như là không có cái tiền của gì hết, mặc dù có cái vụ kiện liên quan đến bồi thường nhưng mà không có biết được là bao nhiêu tiền nếu mà có. Và ngược lại thì tòa nói rằng trong thời gian tới đây ông sẽ lãnh hậu quả. Và sau ngày hôm nay, có thể là ngày mai, chúng ta sẽ biết được cái phán quyết của tòa ở Florida sẽ giao cho ông này là bao nhiêu năm tù, thưa quý vị. Cái tình trạng này làm chúng ta nhớ đến trong quá khứ những cái vụ mà ghen tương rồi cũng cắt cái bộ phận sinh dục. Nhưng mà trong trường hợp này đó, ông này cắt xong lại ông vứt luôn. Cho nên bệnh viện không có, nếu mà họ nói rằng chỉ trong khoảng một thời gian ngắn á, mà có thể thu lại được cái phần đó, có thể họ sẽ thực hiện một cái cuộc giải phẫu để nối lại. Nhưng mà trong trường hợp này, nạn nhân mất cả 1/3 của cái bộ phận sinh dục luôn. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó vào sáng ngày hôm nay thì công ty Pfizer đó, ông CEO cho biết là họ bắt đầu thử nghiệm, đó là sẽ đưa ra cái mũi chích thứ ba của cái loại vaccine COVID này. Bởi vì ông này ông nói là những cái dữ liệu đầu tiên á, cho thấy là rất là khả quan là nếu như mà chích thêm một cái mũi thứ ba nữa thì wow, cái antibody của một cái người này có thể tăng thêm từ 10 cho đến 20 lần lận, thưa quý vị. Nghĩa là bây giờ 95% hữu hiệu rồi, bây giờ thêm có mũi thứ ba thì có thể là gần như 100% luôn. Thì bây giờ đó họ sẽ bắt đầu thử nghiệm trên hai nhóm người, độ tuổi thứ nhất từ 18 đến 55 và 65 đến 85. Và đây đặc biệt những người này đã từng là đã tham gia vào cái vòng thử nghiệm hai cái mũi trước, thưa quý vị, để mà bảo đảm cái kết quả nó ra chính xác nhất. Thì với lại bây giờ Pfizer họ cũng nói là họ bắt đầu thử nghiệm modify cái vaccine hiện nay họ có để chống lại cái biến thể mà đặc biệt từ Nam Phi đó, thưa quý vị, là bởi vì có những cái dữ liệu bây giờ cho thấy là cái vaccine hiện nay chưa được modify của Pfizer đó, thì nhiều khi có những người bị họ dính cái biến thể từ Nam Phi nó không có hữu hiệu lắm thì họ sẽ modify lại luôn và cũng sẽ đưa vào trong cái vòng thử nghiệm lần này. Hy vọng trong ngày hôm nay, ngày mai hoặc là từ bây giờ đến cuối tuần này thì Johnson & Johnson sẽ chính thức được chuẩn thuận. Họ nói rằng họ đã chuẩn bị 20 triệu liều để bắt đầu xuất xưởng. Vậy mà mặc dù chúng ta đã nghe tin tức của cơ quan FDA cho thấy cái kết quả rất là an toàn và hữu hiệu, họ nói rằng vài ngày tới thì chưa biết ngày nào, nhưng mà ngay cả bây giờ chính phủ bên phía ông Biden cũng muốn thúc giục để FDA có thể nhanh chóng, chỉ cần say yes là xong, họ xuất xưởng ngay và sẽ đóng góp thêm cả hàng trăm triệu liều trong thời gian sắp tới nữa. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin chi tiết ngay sau phần quảng cáo.